Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Tâm Linh 365 xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hoan hỉ chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn luôn gặp nhiều may mắn và thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, ở video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn về chủ đề trúng số độc đắc vào giữa tháng 4 âm lịch, tốt con giáp được thần tài ban lộc, buôn bán phát tài, sự nghiệp thăng hoa, giàu có hết phần thiên hạ. Quý anh chị hãy chú ý theo dõi xem mình có nằm trong top những con giáp may mắn này không nhé. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn, trúng số độc đắc vào giữa tháng 4 âm lịch. Và con giáp được thần tài ban lộc, bốn phát bán tay, sự nghiệp thăng hoa, giàu có hết phần thiên hạ. Con giáp may mắn đầu tiên được nhắc tới chính là con giáp tuổi Thìn. Theo tử vi của 12 con giáp, người tuổi Thìn đa phần đều tài năng và phóng khoáng, có ý chí vươn lên, có rất tài khá tức thời, có tầm nhìn xa. Vì vậy, người tuổi này không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân, chứ không an phận và hài lòng với những gì mình đã có. Người tuổi Thìn được dự báo có tài lộc vượng, gặp nhiều điều may mắn, được thần tài ban lộc nên con giáp này buôn bán phát tài. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình để sự nghiệp của họ ngày càng thăng tiến. Người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái, họ được nhận thêm công việc kiếm thêm thu nhập. Trong khi đấy, người làm trồng trọt chăn nuôi, đánh bắt cũng như thuận gió hoa, sức khỏe dồi dào, kiếm được nhiều tiền. Họ lại biết tiết kiệm, quản lý tài sản nên tiền bạc tích góp được sẽ càng đầy túi. Người tuổi Thìn hay còn gọi là tuổi Rồng, mạnh mẽ và cứng rắn, là dấu hiệu thứ năm của trong tử vi học phương Đông. Họ là người có sức lôi cuốn người khác phải trong cuộc sống của mình một cách rất đặc biệt, không phải luôn luôn dễ gần. Họ có thể đòi hỏi không suy tính và quá tự tin về kỹ năng của mình. Người tuổi Thìn có sức mạnh ghê gớm trong việc đạt được mục đích. Họ không bao giờ từ bỏ điều gì đấy, điều đó là mục đích của họ. Họ luôn tìm thấy các giải pháp trong công việc. Khi người tuổi Rồng thoải mái, họ sẽ tập trung được năng lượng mạnh nhất trong tinh thần và con người của mình. Người tuổi Thìn là người lãnh đạo và thích kiểu như vậy. Họ không hề thiếu tự tin và rất giỏi trong việc khai thác trí thông minh, tài năng và năng lượng. Kỹ năng phi thường này tạo ra nhiều cơ hội cho họ đạt được những điều tuyệt vời. Các công việc cho phép vận dụng khả năng sáng tạo để phù hợp với họ. Thành công thường đi theo người tuổi Rồng, họ là người có ý tưởng vĩ đại. Với năng lực của mình, họ có thể làm những điều tưởng chừng như không thể. Đối với họ, không có chướng ngại nào mà không thể vượt qua. Người tuổi này như cơn gió cuốn phăng mọi thứ, đây chính là những người giàu trải nghiệm nhất, chẳng bao giờ e sợ mạo hiểm về tài chính cũng như sự nghiệp. Thì lúc nào họ cũng có thể xoay sở được tình huống để vượt qua nó. Với tính quyết đoán, Rồng mang đến một luồng gió mới trong công việc mà họ chọn, nhưng có lẽ tài năng mà họ có sẽ được thích hợp với thế giới giải trí. Trong kinh doanh, người tuổi Thìn lý trí hơn là tình cảm. Song nếu ai cần sự giúp đỡ, họ sẵn sàng làm ngay. Trong giao dịch họ rất thẳng thắn, luôn đi thẳng vào vấn đề và bán, không cần công khai biểu lộ quan điểm của mình. Khi họ đã ra quyết định thì tiến hành ngay, không hề ân hận với những gì mình đã làm. Nữ gia nhân tuổi Thìn thích tranh đấu, cạnh tranh trong kinh doanh. Đôi khi họ lao vào các sự việc không hợp với họ. Trong làm ăn và giao tiếp, họ không trọng hình thức và các hoạt động thái ngoại giao. Chỉ cần nội dung công việc, sâu tâm hồn họ rất phong phú và lãng mạn. Gia nhân tuổi Thìn cũng là người rất độ lượng và khoan dung. Khi không vừa ý họ liền nói thẳng, không để bụng hại ai. Họ cũng là người của công việc, thích sống và làm việc một mình, rất tự tin trong cuộc sống. Tuổi sinh năm Thìn thường gặp trắc trở nho nhỏ trong thời thơ ấu. Từ nhỏ bạn đã yêu cầu quá nhiều ở những người thân, cho nên hoàn thành xung quanh không mấy hoàn hảo đối với bạn. Mặt khác, cá tính độc lập sẽ khiến bạn gặp nhiều phiền toái không cần thiết
khi đến thời trung niên thì bạn luôn muốn nổi bật trong đám đông. Như vậy thường khiến người ta ghen ghét và đố kỵ, gây ra nhiều rắc rối và hiểu lầm. Bạn nên chú ý đến điều tiết mối quan hệ với những người xung quanh. Nhiều chuyện nên hỏi ý kiến người khác, nhưng khi về ra, người tuổi Thìn thường rất vui vẻ, gặp mọi sự thuận lợi, có thể nói là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Bạn vốn thông minh lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế, bởi vậy bạn không mấy vất vả khi quản lý kinh tế và tài vụ. Có điều thì bạn biết cách quản lý tiền bạc nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý. Thông thường đối với bạn, tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều bạn muốn duy nhất là thực hiện ước mơ của bản thân. Lòng tự tôn cao thúc đẩy bạn có lý tưởng hơn người. Nếu phân tích kỹ, lòng tự tôn ấy thường chỉ để thỏa mãn sự say mê hư danh mà thôi. Thì bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền, song cũng chỉ nhằm chứng minh bạn tài giỏi hơn người. Vì vậy, bạn chớ ấp ủ ý định làm giàu nhanh chóng bằng cách đi đầu cơ hoặc đánh bạc nhé. Nếu không, bạn sẽ luôn bị thiệt thôi. Những người tuổi Thìn tuổi nhỏ khá hiếu động và tinh nghịch, khi ham chơi, nhưng đến khi lớn lên, khả năng giao tiếp ngày càng được cải thiện. Điều đó giúp họ dễ dàng nổi bật trước đám đông, tạo dựng nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, có một số người lại cho rằng tuổi Thìn phô trương một cách thái quá. Cảm ơn quý anh chị tuổi Thìn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Thìn có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là con giáp tuổi Sửu. Theo tử vi của 12 con giáp, người tuổi Sửu đa phần trầm tính, ít nói và hướng nội. Họ được dự báo sẽ là người giàu có trong tương lai. Và con giáp này nặng nhạt chặt bị, không thích tiêu hao phong phí. Người tuổi này luôn tràn đầy năng lượng, giỏi tư duy chiều tượng. Trong công việc họ luôn tỏ ra siêng năng, hăng hái và có trách nhiệm. Người tuổi Sửu được dự báo có quý nhân đồng hành, vị trí nhớ tốt, trí tưởng tượng phong phú. Họ đưa ra những ý tưởng tốt để nâng cao hiệu suất làm việc. Người tuổi này được cấp trên và đồng nghiệp giúp đỡ. Dù gặp phải khó khăn, con giáp này vẫn có thể chuyển bại thành thắng, tiến lên nấc thang mới trong sự nghiệp. Nhờ làm việc chăm chỉ, việc nào ra việc nấy, nên tiền bạc đổ về túi họ không ngừng. Dù theo đuổi ngành nghề, công việc gì, khả năng làm việc nghiêm túc và năng nổ của họ được đánh giá rất cao. Người tuổi Sửu thật thà, chân thành và khá tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của mình. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, người tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Những người tuổi Sửu có lối sống thực tế, không mơ mộng hão huyền. Họ ghét những lời nói ngon ngọt định mợ người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy. Người này ít chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật, bởi vậy không ai biết những kế hoạch mà họ đang làm. Người tuổi Sửu là người sống có trách nhiệm với tập thể. Họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng và mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn nguy hiểm, họ không bao giờ nào núng sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua được thử thách. Trong công việc khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn, ít khi bị mắc sai lầm. Bởi vậy, họ luôn luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tuổi Sửu lại bị tuột mất cơ hội. Họ cần phải chăm chỉ nỗ lực học hỏi hơn nữa mới có thể đạt được thành công. Những người tuổi Sửu luôn có nguyên tắc cho cuộc sống của mình. Họ yêu cầu rất cao cho những mối quan hệ và người thân xung quanh, đôi khi nó gây ra phiền phức cho những người khác. Tuy nhiên, với mối quan hệ, người tuổi Sửu rất nhiều người yêu quý và thật thà và chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho những người đang gặp phải khó khăn. Người tuổi Sửu đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề cảm thấy mệt. Dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn và thử thách, ý chí kiên cường của họ không bị mai một mà ngày càng trở nên mạnh mẽ và kiên quyết hơn rất nhiều.
giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh, khiến con giáp tuổi Sửu dễ dàng chạm mốc của thành công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự kiên định đó khiến tuổi Sửu trở thành một con người bảo thủ và cố chấp trong mắt tất cả mọi người. Những người này ít lần theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân. Họ tin vào sự lựa chọn và những suy nghĩ, tính toán của bản thân mình. Người tuổi Sửu là con người thẳng thắn, thành thật và luôn luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc và rất trung thành và đáng tin cậy. Một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Người tuổi Sửu ghét những con người không thành thật và giả tạo. Thậm chí họ luôn tìm cách để tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Trong công việc, tuổi Sửu làm việc một cách có trình tự khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất. Với con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng và tư duy logic, những người này có tài trong kinh doanh, họ sẽ trở thành những ông chủ bà chủ lớn ngay từ khi còn rất trẻ. Trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành thực hiện theo. Đôi lúc tuổi Sửu khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát. Tuy nhiên, những người tuổi Sửu có thể thay đổi được thói quen của mình. Họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao có thuyết phục người khác. Để đạt được ước mơ hoài bão, chinh phục được thành công, tuổi Sửu kiên trì cố gắng và quyết tâm đến cùng. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, họ sẽ không bỏ cuộc. Cảm ơn quý chị tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Sửu có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là con giáp tuổi Dậu. Theo tử vi của 12 con giáp, người tuổi Dậu thường tận tụy, đáng tin cậy. Người tuổi này thường được yêu mến bởi tấm lòng lương thiện, không mưu cầu lợi ích, tinh thần trách nhiệm và tính cách ngay thẳng, dám nghĩ dám làm. Thời gian gần đây họ gặp không ít khó khăn, trở ngại trong công việc, nhưng không phải vì thế mà con giáp này tỏ ra nản lòng. Người tuổi Dậu đời sau may mắn chứng mệnh, tài lộc rủng rỉnh, sớm muộn cũng sẽ phát tài. Thời vận đến con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, những tin vui liên lạc đến nhà con giáp này. Những người làm công ăn lương có cơ hội được thăng chức tăng lương, trong khi đó những người chưa có công việc cũng tìm được những công việc phù hợp. Con giáp này trước đó gặp nhiều xui xẻo nhưng đến giờ thì đã tìm lại vận may, sự nghiệp dần khởi sắc. Họ cũng cần lắng nghe những ý kiến góp ý, từ đó nhìn nhận và sửa đổi những khuyết điểm của bản thân, từ đó vững vàng hơn trong sự nghiệp. Người tuổi này làm ăn phát tài phát lộc, kiếm tiền về đầy túi. Người tuổi Dậu sinh ra là người có tổ chức kỷ luật, họ ngăn nắp từ trong tư tưởng và tích giữ mọi thứ một cách gọn gàng. Người tuổi Dậu có ngoại hình đẹp, dáng vẻ oai phong và không bao giờ luộm thuồng, khá hấp dẫn. Họ rất quan tâm tới hình thức, con giáp này có thể đứng trước gương hàng giờ, không ngại ngần để tiêu tiền mua sắm áo quần, cũng giống như những chú gà trống, thích khoe bộ lông tuyệt đẹp. Tuổi Dậu thích thể hiện mình và khá tự hào về bản thân. Họ thích được tầng mốc và chú ý, tuy ăn mặc hơi chiêm chúa nhưng bên trong họ lại là những người bảo thủ. Khả năng suy nghĩ và phân tích chính là lợi thế của tuổi Dậu. Họ liên tục tự xem xét quan điểm của mình để có cái nhìn thực sự đúng đắn. Khi cần đưa ra bất cứ quyết định gì, họ thường nhìn nhận cẩn thận tất cả các khía cạnh của vấn đề. Trong xung đột, họ đẩy câu chuyện đến cực điểm như sẽ mổ chạy trước khi chiến sự nổ ra. Người sinh năm Dậu rất có tài quan sát, nhận xét của họ thường khá tỉ mỉ và chính xác. Họ trung thực cởi mở, nhưng đôi khi thẳng thắn tới mức lạnh lùng, cần cù tháo vát nên họ lại thường nóng nảy và bướng bỉnh. Họ đa tài và có thể thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuổi Dậu hết sức bền bỉ và không dễ để người khác bắt nạt. Thường thì họ biết mình muốn gì và nỗ lực để đạt được điều ấy. Đặc điểm nổi bật trong tính cách tuổi Dậu là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Người sinh năm Dậu rất khét tính không thành thật hoặc sự nhạo báng trước bất cứ hình thức nào. Nhưng đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ. Bản tính thản trọng và hoài nghi, cộng thêm sự nhạy bén, khiến con giáp này khá tỉnh táo. Người nhạy cảm khó có thể làm bạn với tuổi Dậu. Sự độc đoán và thẳng thừng khiến con giáp này chẳng có nhiều bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, những người bạn thường thủ của tuổi Dậu thường bỏ qua sự kiêu ngạo này. Họ đánh giá rất cao tính trung thực, sự tự lập của bạn và trân trọng tình bằng hữu, đặc biệt với tuổi Dậu. Là một người thích tranh luận, tuổi Dậu có khả năng bác bỏ bất cứ ý kiến nào,
hỏi tranh luận để thể hiện mình thông minh, am hiểu đến nhường nào, hoặc khéo léo trong cả lời nói và trong viết lách. Với tài bút chiến, con rất này có thể trở thành những nhà báo hoặc nhà văn tuyệt vời. Tuy nhiên, vì say sưa với chính mình, đôi khi họ có thể bỏ qua cảm xúc của người khác khi tranh luận. Người tuổi Dậu cảm thấy vui ở nơi đông đúc tại những bữa tiệc của buổi gặp mặt. Họ thích được chú ý và ngay lập tức sẽ tìm cách thể hiện sự lôi cuốn của mình. Con sắp này hy vọng bạn sẽ lắng nghe họ và tỏ ra khó chịu nếu bạn không làm được điều ấy. Khi gặp rắc rối, tuổi Dậu thường tự vật lộn với chính mình, có thể tích tụ chuyện khó chịu rất lâu, hiếm khi chống trả. Nhưng khi cần, họ sẽ thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình. Tự hào về bản thân, tuổi Dậu có bỏ nhiều công sức cho ngôi nhà. Đó là nơi họ có thể phô diễn tài sản và gu thẩm mỹ của mình. Ngôi nhà của tuổi Dậu rất gọn gàng sạch sẽ, mọi thứ có nơi có chốn. Họ không ngại dành thời gian lau sạch các ngăn kéo, sắp xếp lại quần áo cho trật tự. Cảm ơn quý chị tuổi Dậu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Dậu có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Quý chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn giữa tháng 4 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Chúc quý anh chị và các bạn luôn hành thông trong cuộc sống. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Hoặc quý anh chị có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.